Chào mừng anh chị em trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay cập nhật cho anh chị em tình hình cái hoa nhài Nhật. Anh chị em nhìn thấy nó đẹp không? Nhài Nhật thì hoa của nó ấy, nó về cơ bản là mình nhìn trên cây nó có hai màu, màu tím và màu trắng. Đây, các anh chị em đang nhìn này. Nhài Nhật thì nó cực kỳ thơm và nó sống ở các cái vùng thời tiết khác nhau. Ví dụ như ở trong miền Nam cũng rất là nhiều, trong Tây Nguyên nhiều, rồi ngoài Bắc cũng rất nhiều. Mình ở ngoài Bắc đây, thời tiết hôm nay thì khá là ấm, tầm khoảng độ trên 20 độ, cho nên là cây nó nở hoa rất là đẹp. Đây mặt hoa đây các bạn này, bắt đầu nó nở nó màu tím nha các bạn nhé. Sau khi được vài ngày là nó chuyển thành màu trắng, là bắt đầu nó tàn. Hoa nó rất bền. Trông cái hoa nó mỏng manh như thế này thôi, các bạn nhìn hoa nó mỏng manh như thế này thôi, nhìn như kiểu hoa rau muống ấy, nhưng mà nó phải hàng tuần nó mới tàn đấy các bạn ạ. Đây, chính vì vậy mà mình cũng khuyên các bạn là trong nhà nên có một chậu trồng cái cây nhài Nhật này. Nhài Nhật thì có thể làm dáng bụi như thế này hoặc là làm dáng chi như kiểu hoa hồng ấy, đều rất là đẹp. Tuy nhiên ấy, những cái loài mà chơi hoa ấy, thì dáng gì thì dáng nó càng nhiều cành nhiều chi thì nó lại càng nhiều hoa càng đẹp đó. Đây này, những cái chỗ này là nó đang nụ này, nụ nó như này, nó chưa nở này. Khi nở nó sẽ bung ra, hoa nó có cái dạng vòi như này, các bạn nhìn này, đấy, dạng vòi này, đấy, nó thơm, mùi thơm rất là đậm đà luôn đấy. Ở đây mình trồng một cái chậu hình dáng chậu đứng, chậu sứ. Cái này nó khá to nhé, nếu các bạn trồng chơi hoa các bạn nên chọn cái chậu to một chút, nó đủ cái đất để nó phát triển, sinh trưởng phát triển. Với cây nhài Nhật này thì trên thị trường bán giá cũng khá cao ấy, nếu mà cây to cũng khá đắt đấy các bạn ạ. Cây to cũng đến vài triệu, đến vài chục triệu một cây đấy. Còn nếu mà mới chơi các bạn nên mua một cái bầu vừa thôi, một cái bầu vừa thôi, chúng ta chơi dần dần nuôi nó không lớn. Còn nếu có điều kiện để chơi cái cây to phạc và chỉ việc ngắm thôi, nhìn nó phê lòi mắt luôn. Mình chỉ biết nói cái từ đỉnh của đỉnh thôi, đỉnh của đỉnh luôn, hoa thơm cực kỳ luôn, cực kỳ thơm luôn. Nếu các bạn chỉ cần ngửi mùi của hoa nhài Nhật một lần thôi là các bạn không bao giờ quên được, không bao giờ quên được luôn. Vâng, cảm ơn các bạn ghé thăm clip của kênh Hoa Vườn Nhà nhé. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Chào tạm biệt, hẹn các bạn trong clip tiếp theo.